Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Hiện tại là em thấy đang đứng cái chỗ đường Hùng Vương đối diện với cái tòa panorama nha quý cô chú anh chị. Tòa panorama 40 tầng tại vị trí này. Bây giờ là em thấy có một cái ngôi nhà bán ở trong vị trí này. Bây giờ là em thấy sẽ mời quý cô chú anh chị theo chân em thấy bây giờ đi vô nhé. Đi vô cái con hẻm này, đi vô. Hẻm này hẻm xe máy nha quý cô chú anh chị. Dàn xung quanh nha quý cô chú anh chị. Cái ngôi nhà này có hai con đường đi vô nha quý cô chú anh chị. Đó. Hẻm bên này đi vô cũng được. À, vâng. Diện tích của trong này là 134 m² nha quý cô chú anh chị. Có một căn nhà cấp 4 và một cái nhà lầu, một trệt một lầu. Tổng thể xung quanh. Tổng thể xung quanh. Nhưng mà một trệt một lầu bên kia. Đây là nhà cấp 4. Nhà cấp 4. Tổng thể. Thì vị trí này là phù hợp và tổng thể vị trí này là vị trí rất là tiềm năng nha quý cô chú chị. Vâng, quý cô chú chị quan tâm đến cái ngôi nhà này thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em thấy với số điện thoại 0356 004 325, em thấy sẽ gửi thông tin chi tiết và cụ thể hơn. Em thấy xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Bye bye.